Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, thành phố Tam Điệp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về sự cấp thiết của nhiệm vụ quan trọng này. Trong dòng chảy ấy, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tuổi trẻ thành phố Tam Điệp đã phát huy vai trò tiên phong trong quá trình chuyển đổi số. Với số lượng đông đảo, có tri thức, sáng tạo, khả năng thích ứng cao, chính là động lực đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Phát huy tính chủ động, tích cực tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực nắm bắt và thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0 là những mục tiêu được thể hiện rõ trong phong trào hoạt động đoàn thanh niên thành phố Tam Điệp. Đặc biệt khi thành phố được lựa chọn triển khai thí điểm xây dựng mô hình chính quyền số cấp huyện thì những định hướng này càng có nghĩa hơn bao giờ hết. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng trở nên phổ biến. Cũng từ đây, tinh thần thanh niên thời đại số được lan tỏa rộng khắp. Để nâng cao cái nhận thức của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số thì trong thời gian qua thì ngoài công tác tuyên truyền thì chúng tôi cũng tích cực vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia vào các cái cuộc thi, cuộc vận động do đoàn cấp trên cho thành phố tổ chức, ví dụ như là cuộc thi chuyển đổi số do tỉnh đoàn phát động đối với đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức viên chức trong các cái cơ quan đơn vị tham gia vào hướng dẫn người dân sử giải quyết cái thủ tục hành chính trong cái quá trình chuyển đổi số một cách nhanh gọn nhẹ. Đấy, đối với đoàn viên thì có thể ứng dụng các cái khoa học công nghệ vào trong cái phát triển kinh tế. Đấy, để làm chủ khoa học công nghệ để phát triển doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của mình trong khởi nghiệp lập nghiệp. Không chỉ tích cực trong công tác tuyên truyền, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố đã tích cực chủ động chuyển đổi số trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Ứng dụng vào cái chuyển đổi số trong cái công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thì đối với ban thường vụ thành đoàn thì trước mắt là chúng tôi cũng đã ứng dụng cái hệ thống chuyển đổi văn bản trên cái hệ thống iOffice đến các cái cơ sở đoàn trực thuộc cũng như cái hệ thống quản lý số liệu đoàn viên thanh niên đối với các cái cơ sở đoàn trực thuộc của thành đoàn, cũng như là triển khai các cái có những cái hình thức giải pháp triển khai các cái văn bản, các cái hoạt động trên hệ thống mạng xã hội như là Facebook, Zalo để làm sao đảm bảo tuyên truyền các cái thông tin kịp thời đến cán bộ đoàn viên thanh niên. Mới đây nhất, thành đoàn Tam Điệp đã đưa phần mềm quản lý đoàn viên đi vào hoạt động, tạo thuận lợi trong việc theo dõi đoàn viên thanh niên, tổng hợp, báo cáo công việc, trích xuất thông tin bất cứ khi nào, giảm thiểu văn bản giấy, đáp ứng nhu cầu công việc thời 4.0. Có những cái số liệu cần cập nhật ấy về tổ chức cơ sở đoàn và các số liệu đoàn viên của các cơ sở đoàn ấy thì là thường thường là quản lý thủ công là sẽ gọi điện và mình sẽ tổng hợp bằng liên hệ với các cơ sở. Mà bây giờ sau khi có phần mềm thì các cơ sở đoàn là chủ động cập nhật, ví dụ như là có thành lập những cái chi đoàn mới ấy, thì là các chi đoàn sẽ chủ động cập nhật các số liệu cơ sở đoàn mới của mình và cập nhật số liệu đoàn viên, tình hình ví dụ có thay đổi biến động về số liệu đoàn viên ấy, thì là sẽ cập nhật kịp thời và nhanh chóng ạ. Nhận thức được tầm quan trọng của công cuộc chuyển đổi số trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đặc biệt trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố đã tích cực hướng dẫn đoàn viên và các tầng lớp nhân dân cài đặt các ứng dụng cần thiết, phục vụ công tác phòng chống dịch cũng như theo dõi sức khỏe. Trong đại dịch COVID-19 có diễn biến rất là phức tạp, thì Ban chấp hành đoàn phường đã thành lập đội hình thanh niên xung kích hướng dẫn đến từng người dân trong việc cài đặt các ứng dụng nCoV Bluezone trong việc khai báo y tế và chỉ đạo đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường cài đặt các ứng dụng như là Thanh niên Việt Nam hay VSSID. Qua đó thì nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên trong việc chuyển đổi số. Cuối năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp tập huấn về chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan nhà nước, kỹ năng làm việc trên môi trường số cho các cán bộ công chức, viên chức, trong đó có khá nhiều đoàn viên, thanh niên. Đây chính là điều kiện cần thiết để họ trở thành một công dân số, có kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin, để áp dụng vào hoạt động đoàn cũng như nhiệm vụ chuyên môn, từ đó thúc đẩy chuyển đổi số một cách toàn diện. Mục đích của lớp tập huấn này là để cho các đồng chí cán bộ công chức
viên chức hiểu được thế nào là chuyển đổi số, thế nào là chính quyền số, trên cơ sở đó để thực hiện các cái nhiệm vụ được giao trong cái quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện giải quyết công việc cũng như giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Tam Điệp. Việc nâng cao cái nhận thức đấy là một cái việc làm rất là quan trọng trong cái lộ trình chuyển đổi số của Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp cũng như là của tỉnh. Các đồng chí phải làm một cái công dân số. Các đồng chí biết ứng dụng những kỹ năng số cơ bản để phục vụ cho công việc của mình. Để từ đó các đồng chí làm chủ được cái công nghệ số và các đồng chí sẽ là một cái nhân tố tích cực để lan tỏa cái công nghệ số đấy đến từng thành viên cũng như là đến các cơ quan, các tổ chức cũng như là mình là một cái nhân tố để lan tỏa cái sự chuyển dịch rất là lớn này. Được tham gia các lớp tập huấn, chị Vũ Thị Kim Anh, cán bộ văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã được cung cấp thêm nhiều thông tin về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. Cộng với tư duy sáng tạo, nhạy bén trong ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp cho chị có thêm những kỹ năng làm việc trên môi trường số. Là một cán bộ về công tác văn thư lưu trữ của cơ quan thành phố thì tôi nhận thấy là khi được tập huấn thì sẽ được áp dụng cái kiến thức cơ bản, thứ nhất là quản lý văn bản rồi tất cả liên quan đến kỹ thuật số thì sẽ được áp dụng trực tiếp vào công tác của bản thân và của cơ quan một cách nhanh chóng, hiệu quả. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhận thức và kiến thức về chuyển đổi số trong các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố đã được nâng lên rõ rệt. Mỗi đoàn viên thanh niên đã ý thức được chức trách, nhiệm vụ của mình. Tại phường Bắc Sơn, đơn vị được lựa chọn triển khai thực hiện mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã. Đoàn thanh niên đã cùng với các tổ chức chính trị xã hội khác tập trung vào việc phổ biến các nội dung của chuyển đổi số đến các tầng lớp nhân dân. Chúng tôi cũng đã giao cho đoàn thanh niên về cái công tác cập nhật địa chỉ, thông tin của các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp lên cái hệ thống bản đồ số. Thì cái việc này thì chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị truyền thông đào tạo tập huấn cho các cái đoàn viên thanh niên được trưng tập để xuống các khu dân cư để cập nhật cái số liệu công dân của toàn phường lên cái hệ thống bản đồ số. Thì đến thời điểm này cái hệ thống bản đồ số đã được cập nhật toàn bộ các địa chỉ của các cái hộ dân trên địa bàn phường, và khi mà công dân có liên hệ về các cái giải quyết các thủ tục hành chính, chúng tôi sẽ thực hiện gửi các cái kết quả về những cái địa chỉ chính xác và đảm bảo thời gian. Với mục tiêu đổi mới hoạt động của bộ phận một cửa các cấp, thành phố Tam Điệp đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công gắn với số hóa hồ sơ, giấy tờ nhằm tạo thuận lợi tối đa cho nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh việc nâng cấp hạ tầng thông tin, bảo đảm an ninh mạng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thì các cơ quan đơn vị đã tích cực hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Đối với lực lượng thanh niên thì chúng tôi xác định là giao là nòng cốt trong cái việc thực hiện chuyển đổi số. Thế thì chúng tôi cũng đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban chấp hành, ban thường vụ của đoàn phường, và đặc biệt là đối với mỗi một đồng chí cán bộ công chức đang công tác tại cơ quan phường thì cũng là một cái lực lượng nòng cốt trong cái việc thực hiện chuyển đổi số. Các thủ tục hành chính thì được thực hiện nhanh gọn hơn, chính xác hơn. Và đối với công dân, kể cả là những cái hộ mà sản xuất kinh doanh ấy, sau khi được tập huấn để cài đặt các cái ứng dụng thì các cái hộ sản xuất kinh doanh thì áp dụng cũng hiệu quả hơn, nhanh chóng hơn, và cái đánh giá cái chỉ số hài lòng của nhân dân thì cũng được tốt hơn. Tất cả những hoạt động trên đều được hưởng ứng tích cực, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên thanh niên và mang lại những kết quả tích cực. Đây là động lực để tuổi trẻ Tam Điệp tiếp tục góp phần đắc lực trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Thank you.
Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình truyền hình thành phố Tam Điệp kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.